Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xóm anime. Vận may là một thứ vô hình, đồng thời cũng là thứ tốt đẹp đến với cuộc sống của con người. Nó đến một cách bất ngờ và cũng thật tình cờ mà không hề báo trước. Siêu quậy nhà ta là một cậu nhóc có vận may rất cao, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại chuyển thành vận xui rủi, khiến cu cậu rất bực. Cô Matsuzaka cũng không phải ngoại lệ. Hai cô trò nhà này sẽ phải trải qua những gì đây? Sẵn sàng chưa? Cùng bắt đầu ngay thôi nào. Tập phim, hôm nay tớ không vui. Tại một bãi biển nào đó, Shin đang nằm chiêu chiêu phơi nắng. Thế rồi một bóng dáng yêu kiều vừa chạy vừa gọi tên ông nhõi. Là chị Nanako đây mà. Shin sướng lắm, lập tức chạy đến ôm chầm lấy người đẹp. Nhưng sao hôm nay mùi cơ thể của chị ấy nặng hơn mọi khi vậy nhỉ? Câu hỏi đã có lời giải đáp. Hóa ra mông của Hima đang gác chỉnh ình lên mặt anh trai. Siêu quệ cảm thấy bực bội, thế là đi tong giấc mơ đẹp đẽ của cậu chàng. Chán chẳng buồn nói, thôi đi vào giải quyết nỗi buồn. Vừa ấn bảng điều khiển để rửa đuýt thì vòi phun ra mạnh quá khiến cu cậu la oai oái. Trời đất, cái ngày gì không biết, chắc là mẹ Misae đã chỉnh lại vòi cho nó mạnh hơn. Mông xin dày đấy, nhưng thế này vẫn là quá kinh khủng, phải mắng mẹ một trận mới được. Ông nhõi hùng hùng hổ hổ đi vào phòng bếp để chất vấn mẹ. Chưa kịp nói thêm gì đã bị choảng cho một bài diễn văn vì cái tội ấy uống sữa xong không chịu cất lại vào trong tủ lạnh. Trời thì nóng nực, đồ ăn đồ uống rất nhanh hỏng mà làm như vậy quá là lãng phí. Xong mẹ còn bắt thằng con mau đi thay quần áo. Sáng chủ nhật là phải tươi tỉnh cái mặt lên. Xin chán nản, lủi thủi bước vào phòng. Quần kéo xuống một nửa thì Hima ở đâu lăn một phát vào chân, khiến siêu quậy loạng choạng dẫm một phát vào đầu mô hình action Kamen. Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Lòng bàn chân của ông nhõi hỏng rồi. Chính thức, từ hôm nay Xin sẽ ly hôn với idol của mình. Đến là xui xẻo. Đúng lúc này, có tiếng gì hơi vang lên. Thủ phạm là bố Hiroshi. Đã vậy, bố còn dùng chân vẫy vẫy cho mùi bay ra khỏi chăn nữa. Thế là thằng con lĩnh đủ. Xin lập tức mở cửa kéo để hít thở không khí trong lành. Không hiểu bố ăn cái gì mà mùi nồng nặc thế không biết. Bạch Tuyết nhìn chủ nhân của mình với ánh mắt vô cùng tò mò. Siêu quậy bảo với chú cún, sáng nay cu cậu không hề may mắn. Chợt, Xin nghĩ ra một ý tưởng. Giờ ông nhõn sẽ hất một chiếc dép này lên. Nếu là mặt trước thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với siêu quậy trong hôm nay. Còn nếu là mặt sau thì ngược lại. Hất chiếc dép lên, nó rơi trúng đầu Xin và ngửa mặt sau. Tranh thủ lúc cậu chủ đang ôm đầu, Bạch Tuyết lén đổi ngược lại cho siêu quậy vui mừng. Vừa hay mẹ gọi thằng con vào ăn sáng, có món cu cậu thích là súp miso khoai tây. Dù cho chủ cún có lật lại chiếc dép thì điềm xui vẫn bám theo Xin thôi. Gió húp nhanh quá nên ông nhõi đã bị bỏng, cần uống nước nhanh để làm dịu cơn nóng. Mẹ xem môi con có đỏ rực lên không ạ? Vẫn là màu hồng cute như thường ngày, có muốn thơm mẹ một cái không? Khỏi cần đi ạ. Bố hỏi siêu quậy sao không ăn cá thu ngựa nướng, tại vì lười nhắn xương đó. Bố vội xử lý giúp thằng con. Ai ngờ nó vẫn còn ạ. Thôi, chuyển sang ăn cơm với trứng sống, nhưng cũng không thành công. Tức giận, cu cậu vá hết cơm vào miệng rồi lẩm bẩm từ nay sẽ không bao giờ làm người Nhật nữa, sẽ chuyển sang quốc tịch Ý để ăn mì ống mỗi sáng. Đánh chén xong xuôi, bố ra ngoài sân rửa xe ô tô, Xin ngồi xem vô tuyến đang phát chương trình bói toán mỗi ngày. Chị MC Anna thông báo, tuy hôm nay là một ngày chủ nhật vui vẻ, nhưng vẫn có rất nhiều rắc rối nhỏ xảy ra xung quanh, cần phải hết sức lưu ý với ô tô, sẽ tốt hơn nếu không sử dụng phương tiện này và ở trong nhà nghỉ ngơi. Hãy nhớ không được lái xe hoặc tham gia giao thông bằng phương tiện này. Siêu quậy tắt phụt TV, cu cậu chưa bao giờ tin vào mấy trò bói toán. Mẹ đã rửa xong bát đĩa và hoàn thành tất cả công việc nội trợ, thầm nghĩ sẽ dành cả một buổi chiều để thư giãn và nghỉ ngơi. Đúng lúc này bố bước vào, nói rằng mình đã rửa xong xe ô tô, sạch như lau như ly luôn. Mẹ cười cười, thấy bố làm việc này hơi thừa thãi vì đang là mùa mưa. Ấy, ai lại nói mấy điều mất hứng như thế? Bố đã xem dự báo thời tiết cả ngày hôm nay sẽ không có giọt mưa nào hết. Đằng nào xe cũng được rửa vừa sạch vừa đẹp, hay cả nhà ta vi vu một tí nhỉ? Mẹ đồng ý ngay tức khắc. Nghe hai bố mẹ nói chuyện mà siêu quậy hoảng sợ tột độ. Cậu nhóc tưởng tượng ra viễn cảnh gia đình mình đang bị kẹt xe trên đường cao tốc. Do là ngày lễ nên người người nhà nhà phi ra đường đấy đi chơi. Thấy đường có vẻ thông thoáng hơn, bố lập tức hóa thân thành diễn viên trong Fast and Furious, lạng lách đánh võng cực chuyên nghiệp. Nhưng đến cuối thì vẫn đâm vào xe chở dầu, kết quả là vào bệnh viện hết cả luật. Nó thật đáng sợ. Mẹ hỏi Xin có muốn đi chơi bằng ô tô không? Ông nhõi lập tức lắc đầu, không muốn đi đâu ạ. Bố mẹ rất ngạc nhiên và hỏi thằng con lý do. Ừ thì cuộc sống đôi lúc phải tĩnh tâm, với siêu quậy dễ bị say xe lắm. Bố cảm thấy ngờ vực, lần đầu tiên nghe cu cậu nói như vậy. Tóm lại, cậu nhóc sẽ ở nhà đọc sách văn học thôi, nhưng quyển Xin đang cầm trên tay là cuốn tạp chí các chị gái mặc bikini mà. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, mẹ chạy vội ra bắt máy. Bố thấy siêu quậy cư xử rất kỳ cục, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ông nhõi đang là con vịt xấu xí và xui xẻo nên không muốn ra đường đâu. Mẹ bỗng a một tiếng, đầu dây bên kia là chị Nanako,
Siêu quậy thấy vậy thì nhanh chóng chạy ra nghe điện thoại. Chị ấy rủ Xin đi chơi bằng ô tô với mình. Ai kia đồng ý ngay, còn đứng uốn éo vì sung sướng, tưởng tượng ra cảnh chị Nanako chở mình trên con xe mui trần, tận hưởng không khí trong lành và mát mẻ. Mẹ đứng nhìn chỉ cảm thấy bất lực. Rõ ràng lúc nãy thằng con chối đây đẩy không muốn đi cùng cả nhà cơ mà. Mê gái đến thế là cùng. Ông nõa tắm rửa, đánh răng sạch sẽ và diện một bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo. Sau khi tiễn Xin lên đường, bố nâng mắt hai hàng, đau khổ vì bị cu cậu từ chối lời mời đi hóng phố. Bên này, siêu quệ cũng tuyệt vọng không kém, tưởng được đi chơi với mỗi chị Nanako. Ai ngờ có thêm cả chị Shinobu, ông bác Shiyuro và cả anh trợ lý Suzuki nữa. Quả nhiên hôm nay là một ngày tồi tệ của cậu nhóc 5 tuổi Shinosuke mà. Tập phim Cô Matsuzaka không may mắn. Biển xanh, mây trắng, nắng vàng, Matsuzaka đang tận hưởng kỳ nghỉ hè tuyệt vời nhất của mình. Nhưng thực ra đó chỉ là giấc mơ của cô ấy thôi. Còn thực tế thì Matsuzaka đang nằm dài ở trên giường. Rốt cuộc kỳ nghỉ hè của cô phải kết thúc trong sự nhàm chán này. Nói thẳng ra là hết tiền vì cô giáo đã dùng hết nó để mua chiếc túi hàng hiệu để ở trên tủ kia. Giờ trong ví còn mỗi tờ 1.000 yên và 530 yên xu lẻ để chống chọi và vượt qua trong tuần này. Cách tốt nhất là tiết kiệm năng lượng và tiền bạc. Thế là Matsuzaka nhanh chóng đến trung tâm thương mại. Ở đó có máy bán nước miễn phí, tha hồ uống trà lúa mạch mà không phải trả tiền. Vừa mới được một ngụm thì cô giáo đã phun hết ra. Do Matsuzaka nghe thấy những tiếng nói quen thuộc, còn ai trồng khoai đất này ngoài nhóm Xin nữa đây? Cả hội cùng nhau lấy trà rồi đi ra chỗ ghế ngồi. Cô giáo nhanh chóng lấy kính râm đeo vào để ngụy trang. Các bạn bắt đầu nói chuyện bởi đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Nene thì đi Karu Izawa với mẹ mấy tuần liền nên giờ mới gặp tụi con trai. Matsuzaka nghe được thì ghen tị đến run cả người. Thế cô giáo thì sao ạ? Cô có đi chơi đâu không? Hả? Nhóc nói như vậy nghĩa là sao? Xin biết ngay từ đầu rồi, do mùi của cô nồng nặc quá mà. Trời đất, đó là nước hoa của cô, hàng xịn đấy. Cuối cùng thì cô Matsuzaka vẫn bị bại lộ. Đành phải hỏi tụi nhỏ làm gì trong khu trung tâm thương mại thế này. Hôm nay là ngày tuần tra của biệt đội phòng vệ Kasukabe sau chuỗi thời gian vắng bóng ạ. Chị Đại nói. Còn cô giáo sao lại cải trang làm gì? Nói linh tinh, Matsuzaka đây là đi mua sắm. Vậy chắc là cô mua quần áo rồi. Cô ấy lập tức nở một nụ cười khinh bỉ. Chỉ có đồ hàng hiệu ở Aoyama và Ginza mới đủ xứng tầm để cô mua thôi. Nói chung là Matsuzaka đến đây để mua ít đồ mỹ phẩm. Nhưng mà không có cái nào ưng ý nên giờ cô sẽ trở về nhà. Cô giáo dặn mấy đứa nhóc cũng nên nhanh chóng quay về, không nên la cà nhiều ở những nơi đông đúc như này. Matsuzaka bước đi một mạch và không ngoái lại nhìn. Cô núp vội vào một gian hàng gần đó. May quá, nhóm siêu quậy không bám theo cô. Giờ Matsuzaka sẽ đi xuống tầng dưới để ăn uống. Cô ấy đói lắm rồi. Đang quan sát các quầy đồ thì có tiếng mời chào của một chị nhân viên tiếp thị. Chị ấy mời cô giáo nếm thử vị xúc xích mới của Piribiri. Rất thích hợp để làm đồ nhắm cho những cuộc nhậu vui vẻ. Chị nhân viên hỏi Matsuzaka có ngon không? Chưa kịp trả lời thì Xin đã nói hộ. Xong cô cậu còn bảo ăn xong thì phải uống nước, không là khát lắm đó cô giáo. Matsuzaka hoảng hốt, bịt mồm ông nhõi và chạy thật nhanh. Đừng có ăn nói lung tung trước mặt người khác. Masao cũng vừa hay xuất hiện, đầu cơm nắm đã tìm thấy một chỗ đồ uống lạnh miễn phí. Nene và Kazama bước đến và ngạc nhiên khi cô Matsuzaka cũng đang ở đây. Cả hai nói với Xin, quầy bán thạch ở kia ngon lắm, có cả thịt nướng nữa. Bồ cũng vừa thử nước giải khát màu xanh, ngon xoắn hết cả lưỡi luôn. Không còn cách nào khác, cô giáo đang đi theo lũ trẻ để thưởng thức đồ ăn ngon. Cả hội dừng tại một quầy trà, bà chủ hỏi cảm nhận của những vị khách nhí về loại thức uống này. Các bạn đồng thanh đáp vô cùng tuyệt vời. Siêu quậy quay sang hỏi Matsuzaka, cô cười nhẹ và chấm 2 sao rưỡi. Xin lập tức nói lại với bà chủ, điều này làm cô giáo xấu hổ kinh khủng. Tớ thấy no phết rồi đấy, nhưng mà ăn uống kiểu này có hơi xấu hổ chút. Đúng đó, nhưng mà có quá nhiều đồ ăn ngon xong còn phong phú đa dạng nữa. Chị Đại và siêu quậy cảm thấy bất thường nha. Rõ ràng cô Matsuzaka bảo đi về nhà, thế quái nào lại thành đi tuần tra với biệt đội phòng vệ vậy? Cô giáo thở dài, vẫy tay chào tạm biệt tụi nhỏ rồi rời đi. Nhưng trước đó cô đã sử dụng tuyệt chiêu, ngón tay thần sầu để lấy 2 xiên dưa chuột miễn phí để làm món tráng miệng. Đứa nào đứa nấy cũng phải trầm trồ trước kỹ năng thượng thừa của Matsuzaka. Sau một hồi suy ngẫm, địa điểm tiếp theo để nghỉ ngơi chính là thư viện. Đọc sách được một lúc là cô đã lăn ra ngủ. Có một giọng hát vang lên, kể về cuộc đời đầy tăm tối của cô, làm Matsuzaka có chút sợ hãi. Vội mở mắt ra nhìn thì hóa ra là siêu quậy, làm cô hết cả hồn. Tiếng hét của cô giáo to quá nên mọi người trong thư viện ai cũng nhìn với ánh mắt trách móc. Xin vội dặn cô là phải giữ trật tự ở những nơi công cộng. Cô cậu cũng muốn đọc sách với Matsuzaka nhưng không ngờ là cô ấy lại ngủ gật. Cô giáo xấu hổ, nhanh chóng phản bác lại là mình đang suy nghĩ nên mới nhắm mắt. Mà quyển sách Matsuzaka đọc tên là gì vậy? 7 điểm khiến đàn ông nhanh chóng muốn kết hôn của một người phụ nữ thu hút, được chưa? Lần nữa, cô giáo khiến mọi người phải ngắm nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nene và Masao vừa hay đi đến. May quá, có cô Matsuzaka ở đây. Chị Đại có cuốn truyện rất phù hợp với cô giáo và muốn nhờ đọc hộ. Đó là câu chuyện kể về một mụ phù thủy độc ác và đáng sợ. Đến đoạn cao trào, Matsuzaka nhập vai đến nỗi đứa nhóc nào cũng khóc ầm ĩ hết cả lên. Ra khỏi thư viện, chị Đại khen ngợi cô màn đọc truyện vừa rồi, vô cùng cảm xúc và chân thực. Matsuzaka chán nản, hỏi lũ trẻ tại sao lại bắt cô vào vai mụ phù thủy thì cả nhóm đồng thanh đáp, nó siêu phù hợp. Không còn gì để nói nên cô giáo vẫy tay chào tạm biệt đội phòng vệ để đi về nhà. Nene vội hỏi nhà cô giáo ở đâu. Đó là một căn hộ vô cùng sang trọng và cao cấp. Chị Đại nghe thấy thì thích lắm, vội bảo cô có thể dẫn mình đến chơi được không? Muốn nhìn thấy phòng của cô Matsuzaka. Pha này toang rồi, cô chém gió thế thôi, chứ nhà thật thì nó đơn sơ và bình thường lắm. Cô giáo vội lấy cớ hôm nay bận nên để khi khác. Xin không đồng ý, cậu nhóc đang khát nước nên muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà cô giáo. Để chiều lòng ông Hoàng nghịch ngợm cùng các bạn, Matsuzaka đánh dẫn mấy đứa đến quán Action Burger để mua nước uống. Đội phòng vệ thích lắm, nhanh chóng cúi đầu cảm ơn cô giáo. Matsuzaka thấy nếu cứ tiếp tục ở đây cùng lũ trẻ sẽ không ổn chút nào, pha tan một ngày tuyệt vời của cô mất. Đã có cách thoát thân, cô ấy giả tiếng chuông điện thoại, nghe máy và bắt đầu một cuộc trò chuyện không có thật. Giờ cô có một cuộc hẹn lúc 7 giờ, đi ăn tại một nhà hàng Pháp nên không chơi với hội xin tiếp được, hẹn một ngày khác vậy. Cô giáo bước đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám học trò nhỏ. Rốt cuộc, Matsuzaka đã đến được cửa hàng thịt Waka. Ở đây đang có món croquette đặc biệt với nhân là thịt bò Matsuzaka, giảm giá còn 100 yên. Cô làm ngay một cái cho nóng hổi, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Nhưng bất ngờ chưa, đang đi thì lại gặp nhóm siêu quậy. Cả lũ tấn công dồn dập, hỏi cô về vụ hẹn hò tại nhà hàng Pháp. Matsuzaka vội quay đầu bỏ chạy và không may bị vấp ngã. Chiếc bánh croquette ngon lành nằm yên vị trong miệng của chú chó lông xám đáng yêu. Hey, hôm nay cô Matsuzaka gặp xui rồi. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi tới tận phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Ya, mata ne!